Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại bản tin tối hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết, hãy cùng tôi điểm qua những tức nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua. Chủ quán cảnh giới để tiếp viên bán dâm. Vĩnh Long thuê xe cẩu đi trộm. Công an tỉnh Bến Tre tìm nạn nhân bị Nguyễn Văn Triều lừa đảo. Bắt giữ nhóm đưa 200 người trốn sang Campuchia. Truy tố 4 bị can gây hàng loạt vụ trộm cắp. Kịp thời ngăn thanh niên định nhảy cầu Phú Mỹ để tự tử. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông tin về việc chủ quán cảnh giới để tiếp viên bán dâm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Vĩnh Long và Công an phường Tân Hội, đoàn kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh kiểm tra quán cà phê Thanh Thanh trên quốc lộ 80 thuộc khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, do bà T, sinh năm 1985, ngụ tại địa chỉ trên, làm chủ, thì phát hiện có một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại gian phòng bên trong quán. Tại thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra, vẫn còn một cặp nam nữ khác đang ngồi nói chuyện bên trong quán. Riêng chị T có nhiệm vụ là cảnh giới bên ngoài quán. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận mỗi lần bán dâm có giá 300.000 đồng. Và nữ tiếp viên này sẽ trả từ 20 đến 30 ngàn đồng cho chị T. Lực lượng chức năng đã làm việc với các đối tượng để tiếp tục xử lý. Thông tin thứ hai, công an tỉnh Bến Tre tìm nạn nhân bị Nguyễn Văn Triều lừa đảo. Lừa đảo bằng cách thuê mượn 3 chiếc ô tô rồi làm giả giấy tờ để mang đi thế chấp hơn 1 tỷ đồng. Nguyễn Văn Triều bỏ trốn nhưng vẫn không thoát. Ngày 3 tháng 7, công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Triều, sinh năm 1978, ngụ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2020, Triều thuê và mượn 3 xe ô tô ở địa bàn tỉnh Long An và làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, rồi đưa về các cửa hàng cầm đồ ở thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cầm cố với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Biết được việc này, nhiều người đã có tố cáo đến cơ quan công an. Hay tin công an đang truy bắt, Triều bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28 tháng 6, công an tỉnh Bến Tre xác định Triều đang trốn tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nên đã phối hợp với công an huyện Đức Hòa bắt giữ. Công an tỉnh Bến Tre kêu gọi ai là bị hại của Triều hãy đến công an tỉnh Bến Tre trình báo hoặc liên hệ với công an địa phương để tố giác. Thông tin thứ ba, truy tố 4 bị can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển hồ sơ truy tố 4 bị can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, một bị can bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bao gồm Phạm Công Triệu, sinh năm 1987, Dương Hoàng Việt, sinh năm 1984 và Nguyễn Chí Cơ, sinh năm 1994 và Phạm Tuấn Cường, sinh năm 1993. Ba đối tượng gồm Triệu, Cơ và Việt đã gây ra 4 vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ở xã Xuân Hiệp, huyện Hòa Bình và xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn. Sau đó, các đối tượng đã đem bán cho Phạm Tuấn Cường 2 chiếc xe mô tô. Mở rộng điều tra, công an huyện Trà Ôn đã thu hồi tổng cộng 12 chiếc xe mô tô mà các đối tượng này trộm cắp được ở nhiều nơi. Được biết, Việt có 1 tiền án, Triệu có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời là người nghiện ma túy. Thông tin thứ tư, bắt giữ nhóm đưa 200 người trốn sang Campuchia. Nhóm nghi phạm nói dối các nạn nhân là để dụ họ đến Tây Ninh làm việc với mức lương 23 triệu đồng. Sau đó, họ đưa nạn nhân về tỉnh Đồng Tháp để tìm cách vượt biên. Ngày 2 tháng 7, công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Văn Khánh, 29 tuổi, Phạm Thanh Quy, 33 tuổi, cùng quê ở Long An và 5 người khác để làm rõ về hành vi lừa đảo tuyển lao động với mức thu nhập cao trên mạng xã hội nhằm mua bán người. Theo điều tra, hôm 23 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng đồn biên phòng Bến Phố tỉnh Long An và Công an Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh bắt quả tang Khánh và Quy tổ chức môi giới cho 3 người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Mở rộng vụ án, cảnh sát bắt giữ đồng loạt 5 nghi phạm còn lại ở các tỉnh Tây Ninh, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Khi khám xét một số khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh là những nơi mà nhóm nghi phạm thuê để tập kết các bị hại để đưa sang Campuchia, cơ quan chức năng thu giữ 3 ô tô, 3 xe máy và 44 triệu đồng nghi liên quan vụ án. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm của Khánh đã nói dối các nạn nhân để dụ họ đến Tây Ninh làm việc trong ngành điện tử.
Ai đồng ý đi làm sẽ được trả lương cao ở mức 18 triệu đến 23 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi người lao động chấp thuận, nhóm của Khánh rủ họ đến khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh chờ xe đón. Cuối cùng, các nghi phạm đưa nạn nhân về tỉnh Đồng Tháp, tập kết trong căn nhà hoang ở gần biên giới Campuchia trước khi tổ chức vượt biên. Cơ quan công an làm rõ trong hơn nửa năm qua, đường dây của Khánh đã đưa gần 200 người trót lọt sang Campuchia và hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng. Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn tuyển việc làm với mức thu nhập cao trên mạng xã hội để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo. Khi phát hiện thông tin vụ việc có dấu hiệu mua bán người, công dân báo ngay cho cơ quan chức năng. Thông tin thứ 5, kịp thời ngăn thanh niên định nhảy cầu Phú Mỹ để tự tử. Vì buồn chuyện gia đình, một nam thanh niên định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử nhưng đã được cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh kịp thời ngăn cản. Theo thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay ngày 3 tháng 7, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã kịp thời ngăn cản một nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên đi bộ trên cầu Phú Mỹ theo hướng thành phố Thủ Đức về quận 7. Đến đoạn giữa cầu thì người thanh niên đột nhiên leo ra lan can với ý định nhảy cầu tự tử. Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thi công sửa chữa cầu Phú Mỹ đã nhìn thấy và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các cảnh sát giao thông đã nhẹ nhàng tiến lại gần, động viên, trấn an tinh thần của thanh niên. Khi nhận thấy người này đã bình tâm, hai cảnh sát giao thông liền nhanh chóng tiếp cận và đưa cậu ấy xuống khỏi lan can cầu. Qua nắm thông tin ban đầu, được biết nam thanh niên tên A, tên đã được viết tắt, 22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, do buồn chuyện gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử. Hiện vụ việc đã được đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn bàn giao cho công an phường Tân Thuận Đông, quận 7 để tiếp tục giải quyết theo đúng quy định. Phần cuối của video là thông tin về việc thuê xe cẩu đi trộm, không có tiền tiêu xài. Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1976, sống lang thang, đã thuê xe cẩu đi trộm sắt của công trình xây dựng bán phế liệu, bị công an bắt quả tang. Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp, nên thường đi trộm cắp tài sản bán kiếm tiền xài. Trưa ngày 26 tháng 3 năm 2022, Tuấn điều khiển xe gắn máy sang công trình xây dựng ở khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, phát hiện có hai tấm sắt lớn dùng để lót đường cho xe cuốc di chuyển, nảy sinh ý định trộm. Do tấm sắt lớn và nặng, không thể mang đi, nên Tuấn đến tiệm điện cơ ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, hỏi thuê xe cẩu để cẩu tấm sắt. Sau khi thỏa thuận giá cẩu tấm sắt là 600.000 đồng, chủ tiệm điện cơ kêu hai người làm công điều khiển xe cẩu theo Tuấn. Đến vị trí hai tấm sắt, Tuấn yêu cầu cẩu hai tấm sắt lên xe, rồi chạy ra xe gắn máy đi trước về hướng thị trấn Long Hồ. Lúc này, anh L, tên đã được viết tắt, là người quản lý công trình, thấy xe cẩu lạ đến cẩu tấm sắt, liền chạy theo hỏi, thì tài xế cho biết chỉ chở thuê. Anh L nói tài xế cẩu cứ chạy tiếp theo yêu cầu của Tuấn, rồi âm thầm theo sau. Lúc này, Tuấn đến vựa phế liệu ở thị trấn Long Hồ, gạ bán sắt và được chủ vựa báo với giá 11.000 đồng 1kg. Tuy nhiên, do thấy Tuấn có biểu hiện đáng ngờ, nên chủ vựa phế liệu điện thoại báo công an. Khi xe đang cẩu tấm sắt xuống, chuẩn bị cân, thì anh L đến phối hợp cùng với người dân khống chế Tuấn. Công an thị trấn Long Hồ cũng có mặt kịp thời, mời những người có liên quan về làm việc. Quá trình điều tra, Tuấn thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên. Kết luận giám định, tấm sắt Tuấn lấy trộm trị giá 11,2 triệu đồng. Tài sản được thu hồi bị trả lại cho bị hại. Công an thành phố Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Anh Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, nhưng trai lười lao động, Tuấn đã thuê xe ngang nhiên đến công trình xây dựng, ý định trộm sắt, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân Tuấn là người có nhân thân xấu, từng bị tòa án dân huyện Long Hồ phạt tù 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và tòa án dân thành phố Vĩnh Long phạt 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản, nhưng không sửa đổi, tiếp tục vi phạm cần xử lý nghiêm. Do đó, sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022, Hội đồng xét xử tòa án dân thành phố Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Anh Tuấn 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trên đây là một số thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cảm ơn vì và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.